Chào tất cả anh em nha. Mấy anh em thấy con diều này là con diều hôm trước mình thả bay rồi, nhưng mà đang bay giữa chừng thì nó gặp sự cố, nó bị úp xuống luôn. Với lại ở đây nè, hôm trước khi mà mình làm xong á thì mấy anh nói là mình còn thiếu một cái, gọi là ở phía trước này nè anh em, thiếu một cái che cái đi để cho nó bọc gió tốt hơn á. Với lại cái nan này mình dán mình cũng lười mình gọc kiểu này, thì bữa nay mình sẽ làm lại hết con diều luôn nha anh em, mình sẽ dán lại luôn cho anh em coi nha. Coi như là thay cho nó một bộ áo mới luôn. Tất cả thì mình vẫn giữ nguyên nha, dây lèo, đuôi rồi thì mình có hỏi mấy anh rồi, thì mình sẽ giữ nguyên thôi. Tất cả còn lại mình sẽ thay đổi hết, mình sẽ làm cho nó đẹp hơn một chút xíu nha. Lầu dán cho nó hoàn thiện hơn. Với lại cái cánh này nè anh em, mình sẽ cong nó lên một chút xíu nữa. Nó chưa đủ độ cong nè anh em thấy không? Thì tất cả những cái này á mình đều hỏi anh Dũng kênh Bùi Văn Dũng anh em. Chuyên môn là thả diều thửng thôi. Nó thả lên nó kêu anh em thấy khủng khiếp luôn nha. Đấy, bây giờ mình sẽ vô mình dán lại rồi mình sẽ quay cho anh em coi là khi mà dán xong nó sẽ như thế nào nha. Con diều mình chỉnh lại chút xíu nha anh em. Bây giờ nhìn hình thù nó như thế này nè. Thực ra là mình tính là sửa sửa nhiều hơn, nhưng mà sau khi mình sửa xong mình thấy nó cũng không có nhiều cho đó. Giờ nói chung là mình sẽ làm thêm một cái miếng bọc ở đây nha, một cái gọi là che cái đi cho nó thoát gió hai bên tốt hơn anh em. Với lại chỉnh cái đuôi chút xíu à, còn cần văng cũng như cũ nha. Bây giờ mình phải thả lại con diều để coi coi là nó như thế nào để mình làm lại. Nếu mà học chưa được thì mình sẽ tiếp tục mình làm lại. Tại vì mấy lần trước là mấy con diều sáo rồi mình làm rất là lâu để có thể thả được. Con diều này thì mình mới làm mấy con à, mà giờ nó bay được như thế này là mừng rồi. Đấy, cho nên là bữa nay là lại tiếp tục là sẽ thử diều nha, thử diều này tiếp. Hôm trước thì con diều nhỏ thả rất là ok luôn. Đây, mình đang chỉnh rèo chút xíu. Đó, con gì mình ở đằng kia kìa, đang yên đang lành bắt đầu mình đem ra mình chỉnh mình sửa, bây giờ nó không bay được luôn. Hôm trước thì nó bay biết bao lâu nó mới bị cắm đầu xuống, bây giờ kéo lên khoảng chừng 10 mét là nó bị cắm đầu à, không biết lý do sao luôn nữa. Giờ để kéo thử cho mấy anh coi nha. Đó. Mình không biết nó bị cái gì nữa, kỳ quá à. Nó bay lên vậy là nó cắm xuống à. Nhưng mà bữa lần đầu tiên mình làm nó thì không có, cũng là bộ khung như cũ thôi, mình không có chỉnh trong cái khung nhân á. Rồi lần này gây quà rồi anh em ơi. Mình vừa có một cái pha đáp với đìa. Rồi, xong. Đang bay ngon, đang bay được. Em về làm áo mới đồ, chỉnh sửa các thứ xong giờ hết bay được luôn em. Cái cần văng của mình nó bị đứt luôn rồi. Đó, chỉ còn diều thế này thôi. Bây giờ xách về dắt đem nhúm lửa luôn á, làm gì được nữa giờ. Thì ra mấy con này nó rất là khó, mấy con diều thửng này nè, mai mốt phải dốc tre rồi cho nó mềm chút, cái thủy tinh này nó cứng quá, lên thấy nó đảo một hai vòng cái nó rớt luôn anh em ơi. Giờ xách diều về thôi để cho mấy anh chơi diều thửng, mấy anh góp ý để lần sau mình làm cho nó bay tốt hơn nha. Tự nhiên đang bay được chỉnh chút xíu nghỉ bay luôn anh em, cay thiệt chứ.